Mùa thu của em. Quang Huy. Mùa thu của em. Mùa thu của em là vàng hoa cúc, như nghìn con mắt mở nhìn trời em. Mùa thu của em là xanh cốm mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8, chị Hằng xuống xem. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu. Câu hỏi 1. Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu? Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu, như sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới. Câu hỏi 2. Những hình ảnh nào gợi các hoạt động của học sinh vào mùa thu? Những hình ảnh sau đây gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu. Các em rước đèn họp bạn vào dịp Tết Trung Thu. Các em vui vẻ bước vào năm học mới, có bạn, thầy, mong đợi. Câu hỏi 3. Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1. Trong khổ thơ 1 có hai hình ảnh so sánh là hoa cúc nở vàng như nghìn con mắt mở nhìn bầu trời em, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Tìm những hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. A. Bế cháu ông thủ thỉ, cháu khỏe hơn ông nhiều. Ông là buổi trời chiều, cháu là ngày rạng sáng. Các hình ảnh so sánh trong khổ thơ trên là sức cháu được so sánh với sức ông, cháu khỏe hơn ông nhiều. Ông được so sánh với buổi trời chiều vì ông đã già. Cháu được so sánh với ngày rạng sáng vì cháu ngày càng lớn và khỏe mạnh. B. Ông trăng tròn sáng tỏ, soi rõ sân nhà em, trăng khuya sáng hơn đèn, ơi ông trăng sáng tỏ. Hình ảnh so sánh trong khổ thơ trên là trăng được so sánh với đèn, trăng khuya sáng hơn đèn. C. Những ngôi sao thức ngoại kia, chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Những hình ảnh so sánh trong khổ thơ trên là những ngôi sao được so sánh với mẹ, mẹ được so sánh với ngọn gió. D. Hăng dừa bạc phếch tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chạy vào mây xanh. Những hình ảnh so sánh trong đoạn thơ trên là quả dừa được so sánh với đàn lợn con, tàu dừa được so sánh với chiếc lược.